Nhi đi theo cha hái dừa nè. Nhi đi theo cha hái dừa nè. Nó Nhi đi ra xe đi. Rồi cha mấy bé Nhi lên xe đang đi hái dừa nha. Dừa nè. Rồi để cha lên xe nha. Nha. Bé Nhi ngồi vững nha. Hôm nay bé Nhi đi với cha ra vườn hái dừa nha. Bé Nhi ngồi xuống, cha chạy xe nè. Bé Nhi ngồi xuống. Bé Nhi ngồi xuống, cha chạy xe nha. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Để chạy xe đi ra vườn hái dừa nha. Bé Nhi đi nè. Giờ mình đi chạy đi kiếm một dừa nào ngon cái mình hái nha. Cái gì? Quá chừng dừa luôn rồi, mình hái một nào giờ mấy Nhi? Con bé đi từ từ, con đi từ từ thôi, con đi từ từ thôi. Đâu dừa đâu cái Nhi, kìa kìa kìa, cái buồng dừa quá trời bự luôn kìa bé Nhi, bên kia kìa, bên kia buồng dừa quá trời bự luôn kìa bé Nhi. Đâu dừa đâu bé Nhi, bé Nhi à? Dừa đâu, dừa đâu, buồng dừa đâu, con thấy buồng dừa không? Dừa đâu? Buồng dừa, buồng dừa. Đúng rồi. Con lại bé vừa uống đi. Buồn vừa đâu? Đây nè, buồn vừa đây nè. Hay vừa đây, mấy nhìn hay vừa đây, mấy nhìn hay vừa đây, vừa trên trên đầu con kìa. Buồn vừa đâu, buồn vừa đâu con gái? Mấy nhìn, mấy nhìn. Buồn vừa đâu, buồn vừa đâu? Vừa đâu, vừa đâu, vừa đó hả? Con hái đi. Con hái dừa đi. Nè cho hái. Nè cho hái cho nè. Cho hái dừa cho bé Nhi nha. Ngon không bé Nhi? Ngon quá, dừa ngon quá. Cho bé Nhi uống nha. Đây dừa cho bé Nhi. Ngon quá. Vừa ngon mấy Nhi. Chim bể. Con để. Vừa ngon quá. Vừa ngon quá. Vừa ngon quá. Ngọt quá. Ngon quá, ngon quá. Ngon không bé Nhi? Ngon. Dừa ngon quá. Ngon quá.
À, đã quá, ngon quá. À, dừa ngon quá. Dừa ngon quá. Dừa ngon quá cha ơi. Cha bé. Bé. Là bé. Cha bé. À. Dừa ngon quá. Dừa ngon quá. Dừa ngon quá. Dừa ngon quá. Ừ. Ơi. Bé Nhi uống đã chưa? Bé Nhi uống đã chưa? Cho cha uống với. Ừ, cho cha ăn miếng nhé. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Ngon quá. Cho hái thêm vài trái đang đem về để dành uống ha. Để uống. Ừ, để dành, để dành. Mình hái để dành ha. Mình uống xong rồi giờ mình đi vô nha. Đi vô nhà, đi về bé Nhi. Đây là cha sách nha. Rồi, mình đi vô nhà thôi. Rồi, có dừa rồi, giờ mình đi vô nhà thôi bé Nhi ơi. Ừ, con đi từ từ thôi nha. Rồi giờ mình lên xe mình vô nhà nha. Mình hái dừa xong rồi giờ mình về nha. Bây giờ đem dừa xuống nha. Nhi đây thành quả nãy giờ đi đống dừa ngoài giường đây. Rồi bye bye mọi người đi con. Rồi, bé Nhi bye bye tất cả đi. Con để nó đi cho đem đi dẹp cho.